Cho nên cái thằng chủ Lăng Nghiêm này nó đi tới nó có ăn rơ không ta? Cho nên cái đời mạt pháp này là ông thâu ở trên toàn bộ. À, thâu ở toàn bộ. Cái thằng chủ thủ Lăng Nghiêm này tới đời mạt pháp là ông thâu hết. Thâu dần 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 biến mất. Còn những ai nhớ là nhớ trong tâm hồn. Tâm hồn của mình này là nhớ. Cho nên cái câu tôi đọc. Câu tôi đọc này. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tổ Phật thầy chứng minh. Tức là đợt này nè, đợt này tới cái lực chiêu của Quan Thánh là có Phật tổ nè, rồi có hàng Bồ Tát xuống thế nè để cứu độ con của mẹ hội này nè. Hội này là hội là thần chú Thủ Lăng Nghiêm này đây. Nam mô Đại Thánh Cải Giáo A Nan Đà Tôn Giả, Nam mô Kim Cương Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát A Ôm A Na Lê Bi Ca Đề Bê La Bà Sa La Đà Lý Bàn Đà Bàn Đà Đê Bà Sa La Bán Yêu Phân Hữu Hàm Tu Lục Ung Phân Sa Bà Ha A Ba La Ba La Ba La Yết Đê Ba La Yết đi gì hồng a la ba la ba la yết đi gì hồng ta bà ha a la ta bà ha. Nam mô thì đơn này chết cha rồi con ơi, bây giờ nó không sợ tao nói rồi vô chưa? Dạ rồi ông ba. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu xin cha thiên và địa mẹ chứng minh trong giờ khắc này cho con thiết qua lược trình Quan Thánh. Con nhận nay là ba bốn bữa nay cha mẹ chiêu kỳ đến ngày Quan Thánh xuất chiêu. Nay con dâng theo lời cha mẹ chỉ huấn. Ngày hôm nay con thiết tình về luật chiêu Hà Quang Thánh Đế. Cho nên đây nhắc đó từ trước tới nay không nghe tiếng nói Quan Thánh, giờ đây tôi lược trần cho quý đạo diệu xa gần ráng từ từ đây tháng năm đã tới chuyện đây rồi quý vị ơi, từ đây ráng giữ y theo lời chỉ giáo của bề trên. Giờ đây tôi nhắc qua lượt trình bấy lâu nay không nghe nói, giờ đây tôi an ủi đồng lão diệu xa phương ở quê nhà lặng lo trao dồi đức hạnh cao siêu để tiến bước hành trình. Từ đây tới đó lực chiêu Hà quý vị biết không, lực này khó mà tánh khỏi ngay ơi. Cho nên đang lo cho dội dân vậy mà ai ai cũng con của ông bà lắng
làm cho đúng để dành lại tương lai, tương lai sau này cho đáng người tu sĩ sáng danh. Ai ơi kìa ai ơi, quê hương ta từ bấy lâu nay không nghe ai nhắc lược tình của quan thanh. Giờ đây tôi nhắc lại anh chị em ở phương xa ở quê nhà giang dơ trôi để làm cho sang danh vậy mà. Từ đây tới đó nó khó lắm mà ơi, để dọn đường rửa sạch dơ dai hồi tan. Đây tới lật chiêu hà khó tanh gọi lật trời đặng đâu. Ai ơi kìa ơi ơi, dòng sông nước chảy dòng cầu đi cuồn cuộn khắp cả bốn phương trời gom ghi. Ai ơi nhìn thấy gom ghi này cho nên động lòng thiên. Đây nhặt đó đang kiên trì để giữ cho toàn cái hội này đây, hội này đây bước qua tháng năm đây mà gió thổi vậy mà. Ai ơi cho nên từ đây phong ba biên chuyển đổi giờ đổi thành thị đối thôn quê quê hương ta ngày xưa sáng ngày danh vậy mà. Giờ đây não giết mùi hôi tanh để lập cái hội này. Hội này là đại hội rồng mây, đại hội rồng mây đây là gì quý vị biết không? Cho nên bấy lâu nay giờ đây mới nói cho tường lực trên này. Đại hội là gì quý vị biết không? Cho nên lực này quan thánh chiêu hà. Cho nên đây tôi nhắc đó đáng mà liệu lo. Ai ơi kìa ai ơi, dòng sông nước chảy xe chiều giờ đây đến lực chiêu hà của quan thanh tỷ thần thăng tai. Chừng đó mới biết là ai, ai dư dơi trượng chơi coi đời. Ăn chay cho thuận lòng trời, ăn chay tánh khói đời tàn gần đây. Ai ơi kìa ơi, ai ơi, vừa muối tạm dùng. Ngày xưa thánh nhân có nói ác lai thì lai ác bao, mu sau quả cũng sau, gươm linh
ba thước kho ao dựng mình. Giờ đây tới lật chiêu hà rồi, quý vị ơi nhìn kỹ mà coi, tôi nhắc đây đó do trường, quý vị biết cái gì hay không, cho nên tôi nhắc để rằng giữ thân mà có thân lo liệu, lấy thân đua đòi mà chi, quê hương ta có phước lắm rồi, sao không lo mà đua đòi chi hỡi. Quý đệ đạo diệu gần xa, ai ơi nhìn là coi, giờ đây mấy tháng năm đây nè, cho nên từ đây tới đó con mèo này đây, còn đây tới đó là tháng 10, tháng 10 là cuối hạ nguân, là năm con mèo, năm con mèo này đây. Ai ơi kìa ơi, ai ơi nhìn coi đây, đã tới lực quan thanh đây rồi, tôi mong sao anh chị em ráng dồi mày kính sự cho xong, để đến ngày đại hội rồng mai này, đây là đại hội rồng mai, ai biết cái đại hội này là gì không, biết là gì hay không, do thiên nhất định cổ tùng cổ đao lại dở ra cái hội này, cho tôi nhắc để lượt trình mà thông rõ ngọn ngành. Ngày gần đây trước nhất là mở đạo tiên của mẹ lập ra hội này, cho nên con mẹ muốn làm sáng danh tiền sử lực lịch sử để lưu đời, giờ đây sáng tỏ như ban ngày, không còn mờ mờ mịt mịt nữa. Ai ơi coi coi không, vì tiền sử lịch sử ngày xưa cho ông này đây, công phu công kỹ công trình nhìn là thấy, nhân loại đau khổ bi thương, cho nên ông đây sinh hy sinh để cứu khổ tất cả sinh linh hoàn cầu, để chuyển về tới đây ông đã hành trước đã lâu, ông đã sân trường ai nhìn thấy không, cho nên ngày gần đây cha mẹ dơ ra hội này, tiền sử lịch sử của con bao lâu tới nay, tính ra con đậm đà hồi 19 tuổi
mà tới giờ là bao nhiêu, bao nhiêu giờ đây lượt trình cha mẹ định phân, công phu công kỹ công trình. Ai ơi kìa, ai ơi sao mấy bà biết tôi mà lại tìm, không ai nhắn không ai gửi mà lại biết vậy thời quá hay. Cho nên sáng vô tâm hồn rèn riêng đặt thành sáng danh, giờ đây mới thấy vậy thời gặp nhau nghẹn lời hay, chuyện gì mở ra mở gần hai mở đằng xa, mong cho tới nơi đây rồi trong tháng trong ngày mòn mỏi dịu duyên bia, nhìn ai ai cũng buồn do chân rung rung bước đi ngậm ngùi đắng cay, giờ đây mới nói vậy thời. Cho nên nhắc qua lật hoàng thanh chiều hà, anh chị em ơi chiều hà là gì đây mà nói chiều hà. Cho nên đây nhắc đó cái mà làng lo, ông này hai ông bà nhóng 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 làm như tôi không biết ngày sao. Tới thì tới đi chớ có cái gì đâu, do thiên nhất định vậy mà, chớ không muốn thì cũng không được, cái gì cũng do thiên định rồi. Cho nên bấy lâu giờ đây rồi đây nó bay khắp cả mọi phương, ai ai cũng thâu rõ vậy mà. Rồi nó bò về rồi chưa đi tìm đi kìm, giờ đây không tìm không kiếm, giờ đây mấy bà lui côi lặn lội vậy thời. Tôi như vậy mấy bà không qua được, cách một con sông đêm dân mà lội qua, cá thời rút chuông cây lội đời. Cho nên còn sợ sợ chết cho nên còn sợ đi qua giữa sông đêm lạnh lại run run, không dám lội vậy mà kêu nghe tiếng kêu dằn dằn. Tôi thấy cởi mấy bà, tôi thấy cởi mấy bà ngày xưa mấy bà như thế nào, giờ đây cũng vậy mà thôi. Anh hùng thì lỗi đi anh hùng thì lỗi đi, lỗi đi lỗi xuống nó lạnh quá trần, vợ ông Năm ông lúc xuống coi coi vậy mà sao ông Năm, ông Năm ông có năm giò
Còn mấy bà có mấy giò? Mấy bà có hai giò hai tay. Ông tới 5 giò, gọi là ông năm giò đó. Cho nên nói đó mà nghe trước sau rồi cũng tìm kế bỏ qua chớ ai mà không đâu mà ai cũng có công chuyện, ai cũng có nhiệm vụ, ai cũng có bổn phận, vậy mà kéo lo sao cho đầy mo cao này nó rớt xuống, nó rã ra ông già sao học lộm vô ông quan lỗ rồi ông cột vô cây đít ông đây nè. Ông chuyên môn đường thúng đường rộ để cô bác anh chị tiện dụng muốn cần điều chi. Đây ông làm sẵn đây trẻ thời làm ra sản phẩm quê nhà, ai cần chi có nấy, ông sẵn làm. Có tiền thì lấy, không tiền thì từ từ trả, vậy mà thôi. Cho nên cái nghề của ông dân làm giúp cho đời, ông chỉ làm mà không có đứa con đứa nào mà làm được hết. Tằng mằng tí mấy cây rê có vậy khó lắm mà. Vậy ông nói cây rê như vậy mà ông làm bà con cô bác bưng không nóng tay, nhờ cái công phu công kỹ công trình. Cho nên ông chuyên môn muốn có ganh muốn có xề muốn có lỗ thì có lỗ, làm sẵn để mà cô bác anh chị tiêu dùng. Về quê nhà của ta tăng gia sản xuất lúa vậy mà phương tiện ông vẫn làm để giúp cho đời, để cần chi ông sẵn có vậy mà. Do nên từ xưa tới nay ông siêng năng dội dân vậy mà. Muốn có giống thì có giống, muốn có gan thì có gan, muốn có kỳ thì có kỳ, muốn có giọng thì làm giọng, muốn cái gì ông cũng làm được hết trơn. Cho nên có công giúp cho đời, ai ai cũng ngợi khen ông sau này đây. Ông siêng năng dồi dào lo cho đời có món hàng sản phẩm quê nhà, để cùng tăng gia sản xuất làm ăn. Muốn có súng thì có súng, muốn có lỗ thì có lỗ, muốn có kỳ thì có kỳ, muốn có dừng thì có dừng, muốn có ni thì có ni. Ai ông ơi, ông này quá dồi hay quá chừng. Cái dừng, cái súng, rồi cái nia, rồi cho nên ngày xưa đó, bây giờ người ta cũng làm bằng sắt kẽm, mà sắt kẽm giờ nó biến. Bây giờ cái này ông đương chuyên môn rồi, đó giờ ông chuyên môn rồi. Cho nên nói ra lượt trần nhà nông lo quá lâu dài,
người bằng nông ta ở quê hương, chiên năng dối dân dùng trầm để tăng gia sản sức. Quê nhà ta có cơm no, có áo quần mặc cùng vui, cho nên quê hương ta giờ đây tiếng qua lo răng ra để đem lên kinh tế gia đình cùng ấm no. Cho đến ngày hôm nay nhắc đến là quán thanh đây mà ơi ông, ngày xưa cái câu này tôi nhắc lại vậy thời ai ơi. Này là cái gì? Câu thằng chú hả? Thằng chú Phú Lân Nghiêm nè. Cái câu thằng chú Phú Lân Nghiêm này lâu lắm rồi, tới cái đời này, tới cái đời mạt pháp này, tới là con quan thánh, cho nên cái thằng chú Lân Nghiêm này nó đi tới nó có ăn rơ không ta, cho nên tới cái đời mạt pháp này là ông thâu ở trên toàn bộ, thâu ở toàn bộ. Cái thằng chú Phú Lân Nghiêm này tới đời mạt pháp là ông thâu hết, thâu dần 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 biến mất, còn những ai nhớ là nhớ trong tâm hồn của mình ấy, là nhớ. Cho nên cái câu tôi đọc, câu tôi đọc này Nam Mô A Di Đà Phật, Phật Tổ Phật Thầy chứng minh. Tức là đợt này nè, đợt này tới cái lực chiêu của Quang Thánh là có Phật Tổ nè, rồi có hàng Bồ Tát xuống thế nè để cứu độ con của mẹ hội này nè. Hội này là hội Đại Hội Rồng Mây, cho nên tôi nói sao gọi là Đại Hội Rồng Mây ha. Giờ tôi nói về cái lực này nha, cái lực kêu bằng thành chú Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên ngày xưa tới nay tôi nhà thần chú Thủ Lăng Nghiêm này đây, Nam Mô Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả, Nam Mô Kim Cương Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát A Om A Na Lê Bi Ca Đề Bê La Bà Sa La Đà Lý Bàn Đà Bàn Đà Đê Bà Sa La Bán Yêu Phân Hú Hàm Tu Lục Ung Phân Sa Bà Ha A Ba La Ba La Ba La Yết Đê Ba La Yết đi vì hồng a la ba la ba la, yết đi vì hồng ta ba ha, a la la ta ba ha. Nam mô Đại Thanh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả, Nam mô Kim Cương Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát A Om A Na Li Bi Sa Đề Bê La Ba Sa La Đà Li Bàn Đà Bàn Đà Ni Bà Sà La Bàn Ni Ôn Phân Nú Hàm Tô Lô Tô Lô Ôn Phân Sa Bà Ha Bà La Bà La Bà La Yê Đê Nhi Hồng Bà La Bà La Yê Đê Nhi Hồng Ta Bà Ha. Cho nên nhớ Kim Cương ngày xưa đi thời chiến công nhà Kim Cương, vượt sông vượt suối vượt núi qua đèo, trong gai chướng ngại vật đều phá tan. Nay ta nhắc chương tình lịch sử ngày xưa, cho đến ngày hôm nay ta đã đạt thành, nhờ Kim Cương Thủ Lăng Nghiêm này đây. Cho nên ngày xưa ơi các môn đồ, rồi tới đời mạt pháp này làm sao không? Có biện pháp nào để mà cứu cho các con tới cái đời mạt pháp này để đắc quả? Tôi có cho các ông thằng chú Thủ Lăng Nghiêm này
Đi hộ thì các ông đến cái ngày đời 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 mặt pháp tới đây nè, là dần dần mấy ông thâu trơn rồi ha, để cho mấy ông tu đắc quả ha, đắc quả để thành chánh quả. Cho nên cái đời này kêu bạn gọi là ở trên mẹ cũng cho xuống rồi, vậy để cứu độ cho các hàng vị Bồ Tát để xuống hạ giới xuống để cứu khổ con của mẹ và có Phật tổ Như Lai xuất hiện để cứu độ con của mẹ cái hội này. Cho nên cái hội này gọi là cái gì đi không? Cho nên tôi nhắc đây đó, nhắc cho nhớ nha, 3600 tây bang này đây, nhìn thấy mát trời Nam, nhìn thấy mát trời Nam, ai ơi kìa hỏi ai ơi. Rồi có ai thâu không? Có chứ. Có chứ, phải có người, có người thâu chứ, là trách nhiệm mà, thấy không? Trách nhiệm mà vô chứ đâu có. Rồi rồi làm đã đi, mua đã đi, mua thành rồng thành rắn đi ha, mua gì mua mua đã đi. Rồi nè, tôi nói cái này nè, cái tái banh nha, tái banh nha, tái banh nó quay vòng tròn nè, nó quay nè, nó không có cái sợi dây nào dính ăn rơ, nó trống động rồi nó dễ không cho gì nè, nó quay. Rồi cái này nó rớt xuống cái biển là còn gì quý vị? Tôi nói vậy đó, nhưng nó rớt xuống cái biển là thành gì, thành gì. Rồi cho nên cái câu này đây, tôi nói con cua đình có cái già nha, mà không già, không ngờ ông có nói trước rồi, khi mà lâm nạn rồi có người này cứu giùm cho ha, khi lâm nạn gọi là lâm chung đó, có người này cứu giùm cho, mà cứu những người hiền lương rồi nha, chứ không phải cứu người hung dữ à, cứu những người hiền lương để nối nghiệp tương lai sau này. Những người hung dữ thì sao nối nghiệp được, hung dữ nó hư hết trơn rồi, không có xài được. Nó hư là hư cái gì? Hư bộ đồ lòng, hư hết trơn à, không có xài, không có nằm vào được ở trong cái hệ đó được. Nói rõ nha, cho nên cứu những người hiền lương nè để tương lai sau này, thấy không? Tương lai sau này có tiền thống, tiền thống lịch sử, tiền sử nha, chứ không phải đơn giản đâu trời. Tôi nói rồi, tôi phân minh cho thấy rõ đi. Cho nên ngày xưa tới nay, tài chiến cho tới thời bình ha, tài chiến tôi cũng nhờ thần chú Thủ Lăng Nghiêm này mà tôi vượt sông vượt suối qua qua đèo qua ải, dương ngày vật gì tôi cũng phá tan. Tôi nhờ thần chú này ông hộ cho tôi muốn lại đó, tôi ăn hai trái hoài, hai hoài giờ nước đó. Mà nghe lỗ tai nói, nghe lỗ tai nói dần dần thì tôi dòm xuống thấy rõ ràng lúc chân, phải không? Cho nên màu nhiễm vô cùng, ai ơi, ban đêm đi công tác à, đi bất kỳ làm cái gì cũng tiếng đàn ha, tiếng đàn thạch xanh tăng tẳng ha. Rồi đó nhờ cái hộ trì cho qua hết trơn à, chướng ngại vật gì cũng qua hết trơn à. Cho nên ổng mới nói, ổng mới hỏi giờ các con ở đây cái đời mạt pháp này ông cho cái pháp môn nào để các con tu đắc thành chính quả. Ông cho đó, ông cho thần chú Thủ Lăng Nghiêm đó, là bao nhiêu chữ tính là tôi đếm lại là cũng là 50-60 chữ à, chứ không phải ít đâu. Cho nên đó, cái đó nhờ ngày xưa cho đến ngày hôm nay mà hoàn thành, đã làm được, đạt được, nhờ thần chú Thủ Lăng Nghiêm này đây phá chân
đắc thành công. Cho nên đạo đời đời kiếp kiếp vẫn còn lưu danh, tiền sử lịch sử còn đây. Ai ơi ai ơi, nhìn kỹ mà coi. Ban đêm ban hôm à, đi vào rừng, đi qua sông, đi vượt suối băng ngàn, cùng an toàn ra đi. Nhờ long thần hộ pháp, hộ trì thần chư thủ lăng nghiêm này đây, đạt thành công. Nay tôi đã nói lên cho nên đây, dầm sương dậy nắng sơn kỳ điều sử dụng được qua cơn sông gió ba đầu. Không có chương vật gì nhờ đây tới bây giờ. Này lâu lắm rồi nghe. Lâu lắm chứ không phải mới đây à. Mà vẫn còn linh thiêng, vẫn còn màu nhiệm vô biên. Cho nên quý vô cùng quý ai ơi. Nếu ngày xưa mà không có thì tôi cũng vô phương. Nhờ có đây long thần hộ pháp hộ trì cho vượt qua cơn sóng gió to lớn. To hay là lớn hay là nhỏ đều rước qua hết trơn. Nhờ công phu công kỹ công trình, nhờ đạo lành chính bể hiện linh của tự bi cô khổ cô nạn cần qua công khổ ngặt nghèo từ xưa tới nay. Nếu từ xưa tới nay tôi đi vào chương ngại vật rừng núi sông suối cũng vượt qua cũng đạt thành công, cũng nhờ các hàng Bồ Tát hộ tỳ cứu khổ đem lại bình an cho chúng sanh, cho nguyên nhân đã đạt thành vậy. Ai ơi, gọi là long thần hộ pháp hộ trì. Cho nên ngày xưa tiền sử lịch sử còn đây, đời đời kiếp kiếp vẫn còn. Cho nên bây giờ mà kiếp cái bộ đó không còn, chỉ cái tâm nó khác vô đó rồi nhớ mà đàn vậy thôi. Tiếng đàn này là tiếng đàn sạch xanh này nghe. Tiếng đàn thạch xanh chứ không phải tiếng đàn Lý Sông. Tiếng đàn thạch xanh nó hiền khô à. Thạch xanh hiền khô à. Nó hiền cũng như trái dừa khô vậy đấy. Trái dừa khô đá nó lăn đâu, nó lăn, nó nằm đâu. Nha. Cho nên cái tiếng đàn này tiếng đàn của thạch xanh. Cho nên ngày xưa cũng vì cái tín ngưỡng, cái tin tưởng, cái hết lòng tung thành hiếu nghĩa diện tròn. Ai ơi, coi có hay không nha. Có rõ ràng rồi đó. Có rõ ràng chứ không phải mơ mơ hồ à nha. Đàng hoàng tử tế hết trơn rồi đó. Chứ không phải giỡn đâu à. Cho nên quý vô cùng, quý vô cùng à. Ban đêm đi một mình cũng không có sợ ông kè, ông cốm, ông kẹo, ông gà, ông sợ gì chứ. Rồi ban đêm rồi qua con sông 200 mét cũng không sợ con gì không có sợ gì chứ. Nhờ thằng chủ thằng chú thủ lăng nghiêm này đây hộ trì cho đạt thành theo ý nguyện
thành công, mà rồi đi qua rồi an toàn tất cả, không có chuyện gì hết trơn. Cho nên hay lắm, cho nên ông mới hỏi ông kia, ông thắc mắc hỏi: nếu cái đời mà pháp của chúng con thì có pháp nô môn nào để hộ trì cho các con để đắc thành chính quả đó? Rồi bây giờ thấy rõ rồi đó. Đó rồi tới đây nữa rồi đó, tới đây là cái này nè, cái màn này nè, màn này tới 3600 tới ban ha. Rồi đây cho nên dần dần ông thâu hết rồi, bây giờ mẹ mới cho xuống cho bao nhiêu để cái đợt này sẽ cứu con của mẹ hồi này. Cho nên nó quý lắm ai ơi, quý lắm ai ơi, ngày tới nơi đây rồi. Từ xưa tới nay chị không có thấy gì trơn ha. Nó nói chừng nào tôi thấy tôi mới chịu, nó nói đòi thấy nó mới chịu, còn không thấy tôi không có chịu. Họ thấy thấy gì? Nó thấy trước mặt có như vậy nó mới chịu. À, mà coi, tôi có con nguyện nè, con nguyện cha, nguyện mẹ, lòng đại từ đại bi. Nó con nghe lỗ tai nó nói, nó nói lọt lỗ tai con đó. Con nguyện cha ơi, mẹ ơi, cha ơi, mẹ ơi, hỏi này nó còn nghi, còn nghi cha ơi, còn nghi mẹ ơi. Cho nên nước bây giờ thủy đó nó bạch trạng, là nước nó tràn đầy đồng rồi ha. Cho nên cái đám chuột này đây nó bị nước ngập, nó hết củ ăn, hết phai ăn, hết gì nó cũng hết trơn rồi. Bây giờ nó chỉ có cái phương này, có một cây gòn, cây gòn nó đang có trái xanh đó nha. Nó tính leo lên hai trái gòn xanh nó ăn, mà nó còn hài nghi, nó sợ leo lên rồi gai của gòn nó đâm vô bụng nó, nó còn hài nghi, nó chưa tin. Cho nên nó muốn leo lên cây gòn để hai trái gòn mà ăn, mà vậy nó còn hài nghi. Cho nên ta đợi gòn chín, ta đi lượm gòn, nó chín rồi nó rụng rõ đất, rồi ta đi lượm gòn. Còn bây giờ nó đói quá rồi, nó hết vương rồi, nó phải leo lên nó hái trái xanh ăn, mà nó còn hài nghi, nó còn chưa tin đó. Nó còn chưa tin, nó sợ gai gòn nó đâm vô bụng nó, nó còn hài nghi, thấy không? Cho nên con nguyện cầu tới đây, cha ơi, mẹ ơi, đại từ đại bi, dở ra cho sớm hội này. Nó chẳng nó thấy nó mới chịu, nó thấy nó mới chịu, à, ừ. Chừng nó thấy nó chịu rồi nó rủ nhau, rủ nhau đi, có nùi đi đâu không biết. Rủ nhau đi, cái nồi không biết đi đâu, đi niệm Phật đi. Bây giờ không có mời không thỉnh, chừng nó thấy rồi nó rủ nhau đi niệm Phật. Bây rầu trong ngóng, giờ đây có ai không? Cho nên tội nghiệp ông này lắm, tội nghiệp ông Thái tử đó. Nó không phải là tội nghiệp mong này lắm mày ơi, mới 19 tuổi cha già, bắt con đi cưới vợ rồi, rốt cuộc rồi ông già ông nói cha trông cho con đến ngày con khôn lớn, lớn để cha ngày cha già rồi lặng con thế ngôi cha. Ai ngờ đâu ông già ông sai binh sĩ làm cung thành cho cao, đặng cho thái tử không ra ngoài nhìn thấy cảnh ngoài. Rồi ông nọ đêm đó ông làm sao liên liên đi ra ngoài, hỏi dân làng cái này là cái gì vậy,
cái này người ta đau, cái này là cái gì vậy, người ta chết, cái này cái gì vậy, người ta đói. Rồi bao nhiêu đó ông sẽ ngộ rồi ai ơi. Sợ nếu mà như vậy giờ làm sao, mình làm sao mà mình phải gỡ cái rối này đi, mình làm sao mình phải làm cái gì đây. Cho nên ông nhanh nào ông ra ông hỏi ông Vũ chạy vô để ông vua cha ông ra ông thấy ông hành tội ba ông lính. Rồi vô rồi mới vừa đi tới gặp ông hòa thượng nói mai bố ông đi tu rồi ông còn chế dầu vô thêm nữa. Rồi không ngờ đêm đó ông tốn bà mà tốn vợ tốn con. Trời ơi, người khó khăn quá xử cái hội này. Cho nên ông tính nát nước. Nếu mà ở bên đồng bằng này đây, đồng bằng này đây mà làm sao mà xử được cái chuyện này. Nào gặp cha, rồi gặp mẹ, rồi nào gặp vợ, rồi nào gặp con. Cái chuyện này quá gai go. Cho nên ông mới nhìn thấy như vậy phải đi qua cách một con sông mới được. Nếu mà ở bên đây mà nội ông gặp ông già với bà già là thấy rớt rồi, đừng nói chi con vợ. Ông nói mày bất hiếu, bất cái này bất cái kia. Trời ơi, cho nên lượt trên của ông đã qua cách một con sông mà không có ở cái sông mà qua bên đó còn ở ăn sâu nữa, biệt dạng luôn, không có ai nuôi, không có ai cấp dưỡng lương thực. Cho nên ông khổ hạnh sau năm hạnh đầu đà kinh pháp qua Phật Thích Ca. Ông đói, ông ăn rau muống rong rêu, không có nấu nướng gì trơn trời. Không có lửa đâu mà nấu nướng. Nếu nấu nướng nó phát hiện là bể, là khó. Cho nên ông tạo để sống qua ngày vậy thôi. Ông ơi, nói lượt trình của ông giống ốm nhom à, lòi xương sống, lòi xương sườn hết trơn. Trời, ông mà thấy như vậy, ông già mà ông thấy như vậy rồi không có tu được đâu, không có thành. Lúc đó ông ốm nhom à, ông ốm ông lòi xương sống, lòi xương sườn. Con vợ mà nó gặp rồi không có bao giờ tu được. Nội ông già ông thấy như vậy là ông vỗ là muốn khờ cái đầu rồi còn nữa. Ốm nhôm mà lòi xương sống, lòi xương sườn. Cho nên ông đã làm được ai ơi. Tính ra tới nay là tính bao nhiêu năm không? Lâu lắm rồi, mới đây đâu trời. Đó là ông hồi ông 19 tuổi mà tới giờ bớt bao lâu rồi. Cho nên ông già mới xuống tìm con. Ông điều tra ông hỏi hoài mới lòi ra. Lâu quá đâu rồi. Giờ đây mới thấy rõ ràng tới nơi. Cho nên cái hội này gọi là cái đại hội rồng mây nó quý lắm ai ơi, tiền sử lịch sử. Cho nên rồi đây cũng vì cái đó cho nên nó rất quý vô cùng. Cho nên rồi đây lật định của thiên để dỡ ra, cũng vì cái ông đó ông thấy vậy ông mới hy sinh. Trước nhất là ông hy sinh cuộc đời của ông rồi. Hy sinh cuộc đời của ông mà ông ôm lòi xương sống, lòi xương sườn. Đừng có nói mấy nàng công chúa mà gặp mà hôn vô, không có hôn nổi đâu. Gò má khốp hết trơn rồi, gặp ông già thì không bao giờ tu được đâu. Ông thấy là bắt đầu ông khóc rồi. Ông thấy bắt đầu ông bị dỗ rồi. Mày làm gì dữ vậy? Thấy cái đó thì rớt rồi, thấy chưa?
Mày làm gì mà dữ vậy? Trời ơi, cha ơi con ơi, rồi cha ơi con ơi, rồi lúc đó cha ơi con ơi, rồi không có nói gì được, nghẹn, muốn nói cũng không được, mà nhìn thấy ôm nhom như ôm lòi chân sống xương xuồng lòi hết trơn. Từ mà 19 tuổi mà ở con vợ mà đẻ ra được một đứa con gái rồi ông trốn đi tới bây giờ quá lâu, cho nên tiền sử lịch sử còn đây, cho nên cái này tôi mới nói là đại hội à quan trọng lắm. Đại hội rồng mây đó, cho nên quý cho nên nổi nó chừng nào là phổi ở Long Quang nó lược trành của ông thái tử này đây. Ngày xưa ông đã thấy rồi, ông đã hy sinh rồi ai ơi, ôm nhòm lòi xương sống lòi xương sườn, nếu mà ông già thấy như vậy là ông già ông la lên rồi ông rớt xuống rồi.